Thưa quý vị, phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ là nhiệm vụ trọng tâm và hiện thực hóa tinh thần nghị quyết số 24 ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hướng đi cần thiết hiện nay, đem lại lợi ích phát triển cho hoạt động du lịch địa phương nói chung, tạo thêm khả năng cạnh tranh, nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp. Đồng thời, là yếu tố hình thành nên du lịch chất lượng cao và đảm bảo sự phát triển bền vững của hoạt động du lịch. Liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh. Đây là một hoạt động ý nghĩa trong việc phát triển du lịch chung của cả nước cũng như của từng địa phương, góp phần phát huy tối đa tài nguyên du lịch của từng địa phương, khai thác nguồn lực hợp lý, tạo động lực phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống cộng đồng dân cư tại các địa phương. Phải nói là trong cái thời gian qua đó thì cái liên kết bước đầu cũng đã gặt hái được một số cái thành công nhất định, tạo ra được cái công tác truyền thông quảng bá, công tác đào tạo phát triển nguồn lực, công tác phát triển sản phẩm, công tác xúc tiến đầu tư và đặc biệt đó là cái công tác quản lý nhà nước về du lịch nó được tốt hơn. Tuy nhiên thì bên cạnh cái kết quả đã đạt được đó thì cũng còn có một số cái tồn tại hạn chế. Một là cái liên kết đó, nó chưa thực sự đi vào cái chiều sâu. Lần này chúng tôi làm cái sơ kết miền Đông Nam Bộ trong cái liên kết này đó thì cũng đặt vấn đề ra để sắp tới đưa vào trong các cái chương trình kế hoạch hành động của từng tỉnh thành một cách thực chất hơn, để từ đó chúng ta có thể là điều tra thống kê toàn diện các cái sản phẩm về du lịch trong cả vùng, xây dựng các cái tour tuyến, rồi làm tốt cái công tác truyền thông quảng bá chung, hay là xây dựng các cái phim ảnh cũng như là các cái chuyển đổi số trong cái du lịch chung của vùng. Rồi làm cái công tác đào tạo nguồn nhân lực một cách thực chất hơn để qua đó đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của các cái dự án, làm sao mà nguyên cả vùng tạo cái động lực để cái việc liên kết này nó hiệu quả và nó thực chất, tạo cái điều kiện tốt nhất để cho các cái doanh nghiệp và những người làm du lịch ấy, thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình để thúc đẩy cho cái du lịch cả vùng phát triển tốt hơn trong thời gian tới. Để phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng, nhiều ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, hiệp hội du lịch cũng cho rằng tiềm năng phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ còn rất lớn, các địa phương cần đi trước về quy hoạch, đúng và trúng, mang lại nhiều lợi ích thì mới thu hút được các nhà đầu tư. Đặc biệt là những loại hình du lịch tự nhiên, kinh doanh dưới tán rừng, mang tính nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe. Thứ nhất là tôi muốn giống là một tiếng chuông, đó là thứ nhất là chúng ta và cổ động phát huy nhiều hơn nữa cho du lịch xanh. Đây là mình quản lý rừng, bảo vệ rừng, nhưng mà chúng ta chưa khai thác thế mạnh của rừng vàng miệng bạc. Chúng ta chưa có thể kết hợp trồng dược liệu với tán rừng, chưa phát triển tận thu những sản vật của rừng để trở thành những cái dược thảo, những cái trà thảo dược vân vân, và chưa có phát triển cái du lịch sinh thái dưới tán rừng. Thì cái này có thể các một số tỉnh thành, một số điểm có làm, nhưng mà cái sự liên kết để mà làm những cái chuỗi trong cái vùng Đông Nam Bộ này á, thì rõ ràng chúng ta chưa có cái sản phẩm chung đó. Mà hiện nay chúng ta có thể cần phải để lưu tâm một chút. Thứ nhất đó là trước đây nghe nói tới du lịch là chúng ta nghĩ tới từ tham quan. Chúng ta đến chúng ta thăm một điểm nào đó và chúng ta quan sát. Nhưng đến thời điểm này thì cái hành vi du lịch của người khách du lịch có rất nhiều cái sự chuyển biến. Họ không muốn đến tham quan mà họ muốn đến đó để trải nghiệm luôn. Đó là cái mô hình mà Thái Lan và một số nước trong khu vực rất là thành công. Vậy thì mà để làm được cái mô hình du lịch trải nghiệm á, thì cái lực lượng lao động bắt đầu có sự biến chuyển. Có nghĩa là như vậy, ngày xưa thì chúng ta chỉ cần có một hướng dẫn viên ở trên xe, chúng ta nói về những cái điểm đến bằng những cái câu chuyện. Nhưng ngày nay người ta có thể ít tin vào câu chuyện hơn. Vậy thì cái người mà kể câu chuyện đó không phải là hướng dẫn viên trên xe đâu, mà chính là người dân bản địa ở đó. Họ sẽ nói về tất cả, về sản phẩm, về mọi thứ luôn. Và khi mà người dân nói như vậy, khách du lịch người ta tin ghê gớm và người ta tiêu xài rất là tốt. Vũng Tàu cần phải quan tâm hơn nữa trong cái việc là tìm kiếm và tạo ra những cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư có cái cơ chế, có những cái cách thức quản lý phát triển các cái dịch vụ gia tăng trên cái bến du thuyền. Theo các doanh nghiệp, ngoài xu hướng tất yếu phát triển du lịch xanh sau Covid, du lịch mang hơi thở mới, chú trọng du lịch lành mạnh, an toàn, sức khỏe. Vì vậy, các doanh nghiệp cho rằng ngành du lịch cần chú trọng khai thác chiều sâu, sáng tạo, khai thác giá trị đặc thù, khác biệt về văn hóa chính lối sống của người dân địa phương,
văn hóa địa phương để tạo nên sự khác biệt. Cái tính nghiêm túc, tính trách nhiệm cao giữa các địa phương nó sẽ góp phần cho các kế hoạch hành động của cái việc liên kết hợp tác này nó đạt được kết quả. Một cái điểm nữa mà chúng tôi thấy rằng là cái sự chuyển biến tích cực từ khi mà có cái liên kết hợp tác giữa 6 tỉnh thành Đông Nam Bộ, đó chính là cái lượng khách đến với Đông Nam Bộ đã không chỉ là tăng sau dịch phục hồi, mà người ta thấy được những cái giá trị về chiều sâu khi mà các cái sản phẩm du lịch của tỉnh này kết hợp được với tỉnh kia, giữa Bà Rịa Vũng Tàu với Đồng Nai rồi Bình Phước, giữa Tây Ninh với Thành phố Hồ Chí Minh, nó tạo nên cái sự liên hoàn giữa các cái điểm đến. Và như vậy thì cái đánh giá của khách rất là tích cực, cũng là cái hiệu quả về cái việc liên kết hợp tác này. Có thể nói, du lịch vùng Đông Nam Bộ đóng vai trò vô cùng quan trọng, chiếm 54,2% tổng số khách du lịch của cả nước, chiếm 26,9% tổng doanh thu du lịch cả nước năm 2023. Song, theo các chuyên gia, mặc dù chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng số khách du lịch của cả nước, nhưng doanh thu du lịch của vùng Đông Nam Bộ còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tỷ trọng khách du lịch của vùng. Vì vậy, cần tập trung giải quyết, đưa ra các giải pháp nhằm tăng doanh thu từ du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu của khách trong thời gian đến với vùng.